Vâng, với những gì bão Haiyan đã tàn phá thì có thể nói là quãng thời gian một năm qua chưa đủ để các vùng bị bão có thể phục hồi được nhiều. Một số con số thống kê như là trong số khoảng 15.000 ngôi nhà cần xây dựng lại thì đến nay số nhà đã hoàn thành mới chỉ có khoảng 450 căn, tức là mới đáp ứng được 1/30 nhu cầu. Số doanh nghiệp hoạt động trở lại thì chưa được 1/4. Theo tính toán của các tổ chức quốc tế, công cuộc tái thiết các vùng bị bão ở Philippines dự kiến phải mất 5 năm, thậm chí đến 10 năm. Vẫn biết là sức tàn phá của thiên nhiên là ghê gớm, nhưng cũng vẫn có những bài học có thể rút ra để giảm thiểu thiệt hại. Đây cũng là điều đã được trăn trở tại Philippines trong suốt một năm qua. Trong trận bão Haiyan ngày này năm ngoái thì thiệt hại nặng nề nhất là Tacloban, thành phố đã bị bão phá hủy gần như hoàn toàn. Một năm sau bão, các phóng viên truyền hình Việt Nam đã trở lại thành phố này và ghi nhận những bài học kinh nghiệm đã được chính người dân và chính quyền thành phố Tacloban rút ra sau thảm họa. Khoảnh sân nhỏ trước nhà thờ San Joaquin ở ngoại ô thành phố Tacloban đã bất đắc dĩ trở thành nghĩa địa chôn cất cho 280 người dân. Tất cả cùng qua đời vào ngày 8 tháng 11 năm 2013. Một số ngôi mộ còn là nơi yên nghỉ của cả một gia đình. Cô bé Jessica Toboso có hai đứa em nhỏ vĩnh viễn nằm lại nơi đây. Jessica vẫn chưa hết bàng hoàng khi được hỏi về thảm kịch năm ngoái. Nước dâng lên quá nhanh. Lúc nhà sập xuống thì hai đứa em và một người lớn bị bệnh nằm nhà chạy không kịp. Tất cả đều đã chết chìm trong nước. Hai em nhỏ của Jessica cũng như hàng ngàn người dân thành phố Tacloban có lẽ đã không thiệt mạng nếu như họ hiểu được đầy đủ ý nghĩa cảnh báo mà cơ quan khí tượng quốc gia đưa ra. Chỉ một từ duy nhất, storm surge, tạm dịch là nước dâng do bão. Cơ quan dự báo khí tượng quốc gia liên tục cảnh báo chúng tôi về nước dâng do bão. Người dân thì chưa bao giờ nghe đến khái niệm này cả. Do vậy, họ không hiểu điều đó có nghĩa là gì. Anh biết không, một ngư dân ở làng chài đằng kia nói, nếu như nói với chúng tôi đó là sóng thần, thì chúng tôi đã chạy trốn hết rồi. Việc nhiều người dân đói khát không được cứu trợ kịp thời sau bão Haiyan cũng là một bài học cho các cơ quan quản lý. Thiếu sự chuẩn bị là bài học lớn nhất trong cơn bão này. Chúng ta phải có sự chuẩn bị để giảm thiểu thương vong cho dân. Cung cấp lương thực, nơi ở chỉ là một phần của vấn đề. Điều quan trọng là chuẩn bị cho người dân ứng phó với bất kỳ tình huống nào, bất kỳ thiên tai nào như bão hay động đất. Đại diện Bộ Phúc lợi Xã hội và Phát triển khu vực cho biết, các kho lương thực và đồ cứu trợ giờ đây đã được bố trí ở nhiều nơi, ở những vị trí chiến lược an toàn, tránh ngập nước và thuận tiện như gần cảng biển, cảng hàng không, để mỗi thành phố đều có sẵn hàng hóa nếu như thiên tai có xảy ra. Trong lúc này, thành phố Tacloban chủ trương xây dựng các ngôi nhà mới với thiết kế có thể chịu được cấp độ gió mạnh như bão Haiyan và không cho xây dựng nhà tại các khu vực có nguy cơ cao. Từ những mất mát đau thương trong trận bão Haiyan vào năm 2013, người dân và chính quyền thành phố Tacloban đã rút ra được những bài học kinh nghiệm sâu sắc để cùng nhau xây dựng lại thành phố tốt đẹp hơn và có khả năng chống đỡ tốt hơn với điều kiện khắc nghiệt của thiên tai. Hữu Hưng, phóng viên truyền Việt Nam tại thành phố Tacloban, Philippines.